ấy. Cũng mong có một tình yêu, cũng mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều gian đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng, và anh muốn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng. Và em còn biết không, anh đã sắp xếp tất cả, chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay, và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một vợ hai con, ba đầu và bốn bánh, đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Các cô, các bà, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh chị, thưa toàn thể các quý vị khách quý. Các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa xuân, mùa của vạn sự khởi đầu mới, mùa của những hy vọng được hồi sinh sau những ngày đông dài lạnh giá, và mùa của những lễ hội. Hòa chung trong không khí của cả nước chào đón một mùa lễ hội, thì ngày hôm nay trên mảnh đất Việt trì thân yêu của chúng ta có một sự kiện hết sức trang trọng, đó là sự kiện sẽ diễn ra buổi lễ thành hôn của hai em Hải Nam và Diệu Linh. Và giờ phút này là giờ phút đẹp đến nhất, giờ phút đánh dấu bút ngoặt lịch sử trọng đại trong cuộc đời của cô dâu chú rể. Tôi mong muốn rằng một tràng pháo tay của tất cả quý vị để chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Toàn thể quý vị, và một sự hiện diện nữa không thể thiếu được trong các buổi lễ thành hôn, đó là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và nhà gái. Một tràng pháo tay nữa của tất cả quý vị để hân hoan chào đón hai bác trưởng đoàn. Xin chào, kính mời hai bác lên sân khấu ạ. Xin được mời bác trưởng đoàn của nhà trai sẽ đứng bên cạnh chú rể, bác trưởng đoàn nhà gái đứng bên cạnh của cô dâu ạ. Để các quý vị khách quý, và lời đầu tiên không biết nói gì hơn, trước hết tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng như là đỡ lời cho hai bên gia đình, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của các cụ, công, các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý, quan viên hai họ đã bớt chút thời gian về dự với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, cũng nhân dịp đầu xuân Ất Mùi năm mới. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa toàn thể quý vị, vâng, và như chúng ta đã biết, từ thuở xa xưa của loài người, tình yêu đã xuất hiện. Trong tất cả các thứ âm thanh trên thế gian này thì âm thanh dịu ngọt nhất vẫn là nhịp đập của trái tim đang yêu. Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì khi hết tình yêu. Ai đó nói giới hạn của tình yêu là không có giới hạn. Bởi thế chăng mà các thi sĩ thường tham lam trong tình yêu. Họ chất chứa vào lòng không chán không nguôi là họ luôn sợ sự cô đơn của cảm xúc. Trong suốt chiều dài của lịch sử thì tình yêu luôn là chủ đề vô tận và bí ẩn của văn chương và thơ ca. Nhà thơ Xuân Diệu đã ví von rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Nhưng thực chất thì tình yêu là gì? Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu là sự rung động từ trái tim mà ít khi nào cảm thấy được lấp đầy. Nó giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang hiện hữu giữa cuộc đời. Đó chính là quà tặng của tình yêu. Thi sĩ có câu: tình yêu là phép nhiệm màu, giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chút tình là chút hư không, để ai vướng phải cho lòng tương tư. Trong dòng xoáy của thời gian thì tình yêu luôn là chủ đề không bao giờ cũ. Nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết: yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời, mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Kính thưa toàn thể quý vị, chủ đề về tình yêu thì ta không thể nói hết thành lời. Ta chỉ biết nói rằng tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Và chúng ta hãy cứ nâng niu, trân trọng. Kính thưa các cụ, công, các bà, thưa toàn thể các quý vị khách quý. Và một ngày đẹp trời, bên dòng thác Mơ thơ mộng, ánh mắt của chàng trai Hải Nam
đã có cái nhìn đầu tiên với cô gái Diệu Linh. Và rồi thời gian cứ trôi và dòng đời cứ chảy. Có phải không? Điều đó có phải không? Một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng, một chút băng khoăn đợi chờ lạc lõng, một chút xuyến sao, một chút để yêu thương. Để rồi anh về đếm hết sao trời, em đây kết tóc ở đời với anh. Thưa các cụ, con các bà, thưa hai bác trưởng đoàn, các cụ nhà ta thường nói rằng trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Và ngày hôm nay, chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015, tức ngày 25 tháng Giêng năm Ất Mùi, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự thống nhất của hai bên gia đình, giờ phút này cho phép tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức chính thức tuyên bố lễ thành hôn của hai em Hải Lam và Diệu Ninh được bắt đầu. Thưa các cô, các bà, thưa toàn thể quý vị, vâng, bà từ thuở lọt lòng, chúng ta đã có một bài học sâu sắc rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho trọn chữ hiếu mới là đạo con. Thưa toàn thể quý vị, về dự với buổi lễ thành hôn trang trọng này, cho phép tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các cụ, công, các bà, các quý vị khách quý đại diện trong phái đoàn của họ nhà trai, và đặc biệt là có sự hiện diện của các cụ, công, các bà, các vị khách quý, các cô dì, chú bác đại diện trong phái đoàn họ nhà gái. Đứng bên cạnh của chú rể là bác trưởng đoàn đại diện cho nhà trai, và đứng bên cạnh của cô dâu là bác trưởng đoàn đại diện cho nhà gái. Tôi lại một lần nữa mong muốn rằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị để hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, bây giờ chúng ta bước sang một hình thức, một nghi thức hết sức trang trọng trong buổi lễ thành hôn này. Đó là nghi thức trao dâu nhận rể. Thưa toàn thể quý vị, một nghi thức cũng rất là trang trọng mà đã được cô dâu chú rể tổ chức vừa rồi. Trước khi lên với hôn trường, đó là nghi thức thắp hương gia tiên, cúng bái tổ đường, thì cô dâu chú rể đã thực hiện xong. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nghi thức trao dâu nhận rể. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta cùng đến với ý kiến phát biểu đầu tiên. Đó là bác trưởng đoàn đại diện cho nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến căn dặn cô dâu chú rể và chính thức trao cô dâu cho họ nhà trai. Trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác đại diện cho hai họ. Vâng, chúng ta vừa rồi chứng kiến một màn pháo hoa rất rực rỡ. Trong chúng ta tôi tin chắc rằng không ai giấu được cảm xúc. Tôi cũng vậy, rất cảm xúc, đầy cảm xúc. Và chúng tôi, họ nhà gái rất trân trọng sự đón tiếp của họ nhà trai, làm cho chúng tôi, tất cả các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác đã có mặt ở của họ nhà gái có mặt ngày hôm nay, ai cũng có cảm xúc, ai cũng có một cái ghi nhận rằng họ nhà trai đón tiếp rất là thật tình. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác đại diện cho hai họ, cháu Linh sau khi học xong và đã được đi làm, sau đi làm thì là có quen được là cháu Nam, thế thì hai cháu cũng đã tìm hiểu, qua một thời gian tìm hiểu rất dài, thế và các cháu cũng quyết định đi tới hôn nhân và đã báo cáo gia đình hai họ là chúng ta tổ chức cho các cháu hôm nay tại đây, là chúng hai họ chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho đoàn đại biểu của nhà gái, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, các bạn nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian đến đây để dự lễ thành hôn của hai cháu, và kính chúc hội hôn của chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, cháu Linh về làm dâu của họ nhà trai bên này, của ông bà ông Bích Yến bên này. Chúng tôi họ nhà gái cũng rất mong là ông bà, các cụ, các ông, các bà sẽ cùng chúng tôi sẽ là bảo ban cho các cháu, để các cháu có một cái cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân, người ta nói là sống đến đầu bạc răng long, để các cháu có một cái cuộc sống là hạnh phúc đến đến khi
Vâng, trọn đời. Thế thì xin thay mặt cho đoàn đại biểu của chàng gái, chúng tôi một lần nữa xin kính chúc sức khỏe toàn thể hội hôn, một năm mới an khang thịnh vượng, và cũng chúc tất cả các gia đình của chúng ta có một năm Ất Mùi đầy ắp tiếng cười. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới bác trưởng đoàn đại diện cho phía phái đoàn của họ nhà gái. Kính thưa các cụ, công, bà, thưa toàn thể quý vị, nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai xin có đôi lời như sau. Từ nay hai họ cùng nhau để xây dựng cho các cháu trước sau vẹn tròn. Đó cũng là những ý kiến tâm đắc nhất của bác trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bác đại diện nhà trai sẽ phát biểu ý kiến và chính thức nhận dâu. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các vị đại biểu, các bạn bè thanh niên nam nữ trong hội hôn ngày hôm nay. Chúng tôi đã thông qua được cái sự quan hệ tình hiểu yêu thương của các cháu Nam và Linh, thì đã đọc được sự nhất trí và vun đắp của hai cháu, của gia đình sum họp và đồng lòng nhất trí đến ngày hôm nay được ông bà, ông Bích, bà Yến và ông Bình, bà Cẩm đã thống nhất ngày hôm nay chọn lấy một ngày lành tháng tốt, ngày đẹp nhất của cuộc đời xây dựng hạnh phúc cho hai chị con. Chúng tôi được sự hân hạnh vui mừng đón tiếp sự nồng nhiệt của họ nhà gái đã đưa cháu Linh về làm dâu con ông bà, ông Bích, bà họ nội tộc của chúng tôi. Cái thứ hai là tất cả mọi sự việc trong gia đình, cuộc sống, các cháu yêu thương nhau trong đó một thời gian, thì chúng tôi mong rằng các cháu luôn luôn có một cái tình cảm yêu thương và nhiệt tình công tác, không quên nhiệm vụ trong ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Tất cả mọi công việc trong gia đình thì chúng tôi vui mừng trong tất cả mọi công việc, và đồng thời cũng là gửi lời chúc sức khỏe toàn thể hội hôn ngày hôm nay hạnh phúc, năm Ất Mùi này đầy tiếng gọi là nồng thắm và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn và tất cả hội hôn xin chúc sức khỏe. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta vừa được đến với một nghi thức trang trọng, đó là nghi thức trao dâu nhận rể của hai bác trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và gái đã trao dâu và nhận rể. Vâng, và có thể nói rằng từ giờ phút này, từ giờ trở đi và từ giờ trở lại thì cô dâu chú rể Hải Nam và Diệu Linh sẽ là một chiếc cầu nối hết sức quan trọng để gắn kết sự đoàn kết thông gia giữa hai bên gia đình, và để thể hiện tình đoàn kết đó, thông gia đó, thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để thể hiện tình đoàn kết thông gia. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị ạ. Vâng, kính thưa các cụ, các bác, bà, là cảm tạ với hai ý kiến phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Nhưng vì có lẽ rằng hôm nay niềm vui nhân đôi, niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim cháy bỏng, chính vì vậy mà hai bạn chưa nói được thành lời, cho phép tôi được đỡ lời cho hai bạn có đôi lời cảm tạ lại với hai bác trưởng đoàn như thế này. Lời bác dặn, chúng con xin ghi nhớ. Công cha ví tựa non cao vút, nghĩa mẹ như nước suối trong chảy suốt vạn vạn năm. Con quên sao được những trưa hè nắng hạ, áo cha già ướt đẫm mồ hôi. Con quên sao được những cái rét giữa đông, chân mẹ nẻ ngập dưới bùn lạnh giá. Tuổi trẻ của chúng con được có ngày hôm nay là trải qua cơm nặng áo dày, công cha nghĩa mẹ vơi đầy tháng năm. Một lần nữa mong rằng một tràng pháo tay của tất cả quý vị để chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, và xin được trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Hôm nay chúng ta bước sang một nghi thức nữa cũng hết sức trang trọng, đó là nghi thức trao chiếc bánh gato và bật rượu champagne. Thưa toàn thể quý vị, một nghi thức trang trọng khác đó là trao nhẫn cưới, thì đã được cô dâu chú rể tổ chức trao nhẫn cưới tại nhà chùa Nông Trang và không thực hiện ở đây nữa. Vậy chúng ta cùng tiếp tục sang bên phía bánh gato và rượu champagne để thực hiện nghi thức trang trọng này. Thưa toàn thể quý vị, vì sao trên các tiệc cưới lại có bánh gato và rượu champagne? Thưa toàn thể quý vị, đó là thể hiện một tình yêu nồng cháy, một tình yêu mãnh liệt. Chiếc bánh tình yêu của họ sẽ ngọt ngào, luôn luôn ngọt ngào như những vị kem của chiếc bánh gato. Và khi chai rượu champagne được bật ra chót lên tháp ly này, chảy từ trên xuống, thể hiện một tình yêu tràn trề mãi mãi trong trái tim của đôi bạn trẻ. Và bây giờ, mời cô dâu chú rể bước sang bàn bánh gato để thể hiện nghi thức cắt bánh gato. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi. Tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thân.
người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê. Đời nghèo mà vui. Quý khán giả thân quý vị, vâng, và cô dâu chú rể đã thực hiện xong nghi thức cắt bánh gato và vật liệu trâm banh thể hiện một tình yêu mãnh liệt trong trái tim của họ. Và bây giờ chúng ta lại bước sang một nghi thức khác nữa, đó là nghi thức báo hiếu cha mẹ. Vâng, chữ hiếu thì để dành cha, chữ trung tặng mẹ, còn đôi ta thì chữ tình. Sau đây mời cô dâu chú rể sẽ cầm hai ly rượu của mình để tặng dâng lên cha mẹ và kính chúc sức khỏe bố mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bố mẹ, chúng con hôm nay có một ngày hạnh phúc là do nhờ công ơn nuôi dạy của bố mẹ. Và trong giờ khắc đẹp đẽ thiêng liêng nhất như thế này, chúng con có ly rượu để dâng lên bố mẹ. Chúng con không biết nói gì, chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe và thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của chúng con. Chúng con xin hứa, cho dù cuộc sống sau này có, cho dù muôn vàn khó khăn đi chăng nữa, chúng con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc để không bao giờ quên ơn của cha mẹ. Xin được kính chúc sức khỏe bố mẹ. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị ạ. Tất cả quý vị dành thời gian đến chung vui cùng với gia đình và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Thì ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng với bố mẹ sẽ xuống với từng bàn nước một để trân trọng kính mời tới các cụ, công các bà những ly trà, những điếu thuốc thay bằng lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà,
và các vị khách quý. Tôi là bác của cháu Linh, thay mặt cho gia đình họ nhà gái cũng như là thay mặt cho bà con cô bác khu phố nơi sinh ra của cháu, hát tặng toàn thể hồi hôn bài hát có tựa đề Hát về cây hú hôm nay, và chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Trồng lúa cho hôm nay, quê hương có gì đẹp hơn thế? Ông người gánh thóc nặng đường lớn, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mỗi rằng là mỗi tươi có mấy sông ơi đào, là mỗi thưa có sông đào ấy mấy đêm là đêm tiến tới lại dạy để sinh hoạt và vui bữa cơm với gia đình này, và cũng cùng kính chúc tất cả hồi hôn ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, sức khỏe.